chào quý vị đến với chương trình Người Việt Hàn Việt của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau: xuất khẩu năm 2019 đòn bẩy từ những hiệp định thương mại tự do, hàng Tết handmade vào mùa. Bây giờ là nội dung chi tiết, mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, năm 2019, Bà Rịa Vũng Tàu đã thực hiện đạt và vượt 9 trên 10 chỉ tiêu kinh tế do nghị quyết Hội đồng Nhân dân tỉnh đề ra so với năm 2018. Đặc biệt, nối tiếp đà tăng trưởng năm 2018, kim ngạch xuất khẩu của tỉnh năm 2019 tiếp tục có bước tăng trưởng ấn tượng với mức tăng 14% so với năm 2018. Xuất khẩu tiếp tục là một trong ba chỉ tiêu kinh tế đạt cao của tỉnh trong năm 2019. Kết quả này, bên cạnh sự nỗ lực của bản thân từng doanh nghiệp, còn là sự kịp thời thực hiện các giải pháp hỗ trợ của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, cũng như những đòn bẩy từ các hiệp định thương mại tự do được thực thi trong năm 2019. Trong 10 sự kiện tiêu biểu năm 2019 của Bộ Công Thương vừa công bố cho thấy, việc các hiệp định thương mại tự do như Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP và Hiệp định với Liên minh châu Âu EVFTA chính thức được ký kết và có hiệu lực, đã tạo đòn bẩy để Việt Nam nói chung, Bà Rịa Vũng Tàu nói riêng, mở rộng cánh cửa xuất nhập khẩu vào các thị trường mới. Tại Bà Rịa Vũng Tàu, các mặt hàng hải sản, dệt may, giày da, gỗ là những ngành hàng luôn chiếm tỷ trọng lớn trong xuất khẩu. Do đó, những cơ hội do hiệp định này mang lại rất lớn. Lãnh đạo công ty cổ phần xuất nhập khẩu Côn Đảo Coimex cho biết, một trong những yếu tố quan trọng tác động đến sự tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu của Bà Rịa Vũng Tàu đến từ cơ hội của các hiệp định thương mại tự do. Đơn cử như chỉ tính riêng ở Comex, lượng hàng xuất khẩu của Comex vào thị trường châu Âu trong năm 2019 có sự tăng trưởng mạnh. Nếu như năm 2018, lượng hàng xuất khẩu vào thị trường châu Âu chiếm khoảng 30% tổng lượng hàng xuất khẩu, thì năm 2019, lượng hàng xuất khẩu vào thị trường này tăng lên 60%. So với kế hoạch năm nay thì chúng ta sẽ đạt, nhưng mà đến giờ này thì nếu mà nói cái lợi nhuận thì chúng ta đạt được khoảng hơn 80% rồi. Còn vấn đề xuất khẩu theo tiêu chuẩn chung thì chúng ta không có bị giảm gì hết, càng ngày càng nhiều. Thực ra thì đối với doanh nghiệp, có những cái mặt hàng mà chúng tôi phải làm 24/24 mới kịp giao hàng. Có những cái đơn hàng mà phải mất một tháng chúng tôi mới giao kịp. Lý do là khách hàng nhiều. Bây giờ mình tạo được cái uy tín thương trường mà hàng chúng tôi xuất đi châu Âu là nó chiếm khoảng 60%, còn lại các nước châu Á. Còn theo lãnh đạo công ty cổ phần chế biến xuất nhập khẩu thủy sản Bà Rịa Vũng Tàu Pacifood, thì những ưu đãi từ Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP và Hiệp định với Liên minh châu Âu EVFTA đã tạo sự cộng hưởng theo chiều hướng thuận lợi cho các doanh nghiệp xuất khẩu. Bởi vì theo hiệp định này, các mặt hàng xuất khẩu sang châu Âu sẽ được cắt giảm thuế quan về 0%. Điều đó đồng nghĩa với việc doanh nghiệp sẽ giảm được chi phí đầu vào và tăng sức cạnh tranh cho hàng hóa của Việt Nam tại các thị trường xuất khẩu này. Được hưởng lợi từ các hiệp định này, kết thúc năm 2019, Pacifood đã hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh của năm 2019 với các chỉ tiêu đều vượt từ 10-150%. Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu đạt 38,5 triệu đô la Mỹ, tổng doanh thu đạt 910 tỷ đồng, vượt 20% kế hoạch đề ra. Lợi nhuận đạt 12 tỷ đồng, vượt 38% so với kế hoạch. Hiện công ty đã ký được nhiều hợp đồng dài hạn cho các khách hàng Nhật Bản, Hàn Quốc, Nga. Kế hoạch của năm 2020 thì với cái kế hoạch dài hạn thì công ty chúng tôi đã có nhiều khách hàng đã ký được cái hợp đồng hết cho năm 2020. Có những cái hợp đồng đã ký đến giữa năm 2020 và nguyên liệu thì chúng tôi đã chuẩn bị được nguyên liệu tồn kho trên các cái hệ thống kho của chúng tôi ở trên cái ngưỡng là khoảng từ 800 đến gần 1.000 tấn nguyên liệu để chuẩn bị cho kế hoạch sản xuất của cả năm 2020. Chính vì vậy cho nên là trong cái kế hoạch sản xuất của cái quý 1 và quý 2 chúng tôi vẫn có kế hoạch sản xuất ổn định và tạo được công ăn việc làm, tạo được cái thị trường ổn định cho khách hàng. Và chắc chắn là chúng tôi sẽ có được những cái hiệu quả căn bản tốt để thực thi cho cả năm chiến lược năm 2020. Từ những chuyến hàng đến thị trường Mỹ cách đây 2 năm, ngày 26 tháng 12 vừa qua, 10 thùng hàng gồm nhân cà phê sống, cà phê hòa tan và cà phê phin giấy của công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu cà phê Nón Lá đã lên đường đến Nga. Tận dụng cơ hội từ Hiệp định CPTPP và EVFTA đem lại, năm 2020, công ty sẽ mở rộng thị trường trong và ngoài nước, trong đó tiếp tục tăng sản lượng xuất khẩu sang thị trường Mỹ và Nga.
Song song đó, công ty sẽ nâng cấp, mở rộng diện tích nhà xưởng, đầu tư thêm 2 máy rang hơi hiện đại với công suất 60 kg một máy. Chủ động nhập nguyên liệu đạt tiêu chuẩn xuất khẩu từ 3 doanh nghiệp phân phối cà phê hạt lớn trong nước để đảm bảo sản xuất. Công ty cổ phần xây lắp dầu khí miền Nam Alpha ECC tại khu công nghiệp Đông Xuyên, thành phố Vũng Tàu là một doanh nghiệp chuyên sản xuất các thiết bị tách dầu, giàn khoan, bình bột áp lực, hệ thống xúc rửa, cơ khí thủy lực. Do suy giảm của ngành dầu khí nên từ 2 năm trở lại đây, công ty đã chủ động sản xuất nhiều sản phẩm như hệ thống cán kéo thép, lò nấu thép, hệ thống xử lý hóa chất, lò hơi, lò đốt nhằm duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như việc làm cho người lao động. Năm 2019, khi Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương CPTPP có hiệu lực, công ty đã chủ động nỗ lực tìm kiếm khách hàng ở các thị trường khó tính thuộc khối EU. Các sản phẩm của công ty đã được thị trường này đón nhận. Kết quả năm 2019, doanh thu đạt được từ hoạt động xuất khẩu chiếm 90% trong tổng số doanh thu đạt được của công ty, thay vì chỉ khoảng 60% như trước đây. Như năm 2019, cái giá trị sản lượng tăng gấp hơn gấp đôi so với 2018. Đây là một cái bước tăng trưởng nó rất là ngoạn mục đối với một doanh nghiệp cơ khí. Và cái cơ hội, chúng tôi nhìn thấy một cái cơ hội về cái tiềm năng cho cái phát triển ngành cơ khí của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nói riêng và cả nước nói chung là rất lớn nếu chúng ta biết quan tâm và đầu tư đúng mức cho cái lĩnh vực mà các cái cho cái sản xuất cơ khí trong nước. Cái 2019 cái dấu ấn quan trọng nhất đối với chúng tôi đó là sản xuất các cái thiết bị xử lý khí thải cho tàu biển. Đây là một cái sản phẩm mà nó đang sốt ở trên thị trường thế giới. Đây thị trường mà châu Âu là thị trường mà khó tính nhất. Nên khi đã đáp ứng được thị trường châu Âu thì các cái thị trường khác là rất là đơn giản. Nhưng mà hiện nay ấy, là chúng tôi vẫn nhắm đến là cái thị trường châu Âu, các cái thị trường như Mỹ, Canada là những cái quốc gia phát triển. Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP và Hiệp định với Liên minh châu Âu EVFTA được đánh giá là những hiệp định quan trọng nhất, mở ra điều kiện để hàng hóa của Việt Nam nói chung, Bà Rịa Vũng Tàu nói riêng, hội nhập vào thị trường cao cấp. Rất nhiều mặt hàng thế mạnh của tỉnh có thể xuất khẩu hiệu quả vào các khu vực này như dệt may, giày dép, thủy hải sản. Trong năm qua, hàng hóa xuất khẩu của tỉnh đã vươn tới hầu hết các thị trường trên thế giới. Nhiều sản phẩm đã dần có chỗ đứng và khả năng cạnh tranh trên nhiều thị trường có yêu cầu cao về chất lượng như EU, Hoa Kỳ, Australia, Nhật Bản hay Hàn Quốc. Năm 2019, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của tỉnh trừ dầu thô tăng trưởng mạnh với mức tăng 14,02% so với năm 2018 và tăng gần 2% so với kế hoạch đề ra. Trong đó các mặt hàng phục vụ cho sản xuất, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tăng 15,41%. Với các mặt hàng chủ lực như túi xách, vali, mũ và ô, dù tăng 2,4 lần. Sản phẩm từ sắt thép tăng 1,6 lần. Dệt may tăng 44,06%, sơ sợi dệt các loại tăng 18,18%, thủy sản tăng 1,98%. Theo đánh giá của Sở Công Thương, sự tăng trưởng của xuất khẩu bên cạnh sự nỗ lực không ngừng của doanh nghiệp trong việc đổi mới công nghệ, nâng cao tay nghề để đáp ứng những yêu cầu khắt khe của đối tác nước ngoài, thì các hiệp định thương mại tự do được thực thi trong năm 2019 tạo ra những điều kiện thuận lợi rất lớn cho các sản phẩm hàng hóa của Bà Rịa Vũng Tàu. Ngoài ra, chính phủ và các bộ ngành cũng như tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũng đã thực hiện nhiều giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, qua đó đã tác động tích cực đến sự phát triển của doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Trong năm thì Sở Công Thương cũng đã triển khai một số cái giải pháp như là chúng tôi đã phối hợp với lại đơn vị tư vấn để đưa ra một số các giải pháp để đảm bảo phù hợp với lại tất cả các nội dung của các hiệp định thương mại CPTPP và các hiệp định thương mại tự do khác. Và cái thứ hai nữa là chúng tôi tập trung vào cái việc cải thiện môi trường đầu tư và để cho đơn vị có một cái môi trường hoạt động để đảm bảo giảm giá thành và chi phí sản xuất. Và cái thứ ba nữa là chúng tôi hỗ trợ cho các doanh nghiệp để đào tạo tay nghề cho các doanh cho người lao động để đảm bảo rằng là sử dụng được tất cả các máy móc thiết bị mà doanh nghiệp đổi mới. Và như vậy thì việc cái đổi mới như vậy thì nó cũng đã góp phần cho việc giảm giá thành và giúp cho các doanh nghiệp có đủ sức cạnh tranh. Năm 2020, Bà Rịa Vũng Tàu đặt ra mục tiêu thực hiện kim ngạch xuất khẩu trừ dầu thô tăng 10,07%. Với những kết quả đạt được trong năm 2019 cộng với những thuận lợi từ các hiệp định thương mại tự do, ngành công thương dự báo xuất khẩu Bà Rịa Vũng Tàu sẽ được tiếp đà phát triển, vững vàng thực hiện hoàn thành nhiệm vụ 2020.
Thưa quý vị, thị trường hàng hóa Tết đang rất sôi động. Năm nay, một số hàng handmade thời vụ Tết đang vào mùa rất rộn rã. Phần cuối chương trình hôm nay, ghi nhận của phóng viên Huỳnh Giao sẽ giới thiệu một số ý tưởng kinh doanh ngày Tết từ đồ handmade. Mời quý vị cùng theo dõi. Ba năm nay, gần đến Tết Nguyên Đán, gia đình bà Chung Thị Ánh Mai ở khu phố 7, phường Phước Hưng, thành phố Bà Rịa lại tất bật làm lồng đèn để bán Tết. Lồng đèn do bà Ánh Mai làm được kết từ các bao lì xì đỏ với những câu chúc an khang thịnh vượng, vạn sự như ý, chúc mừng năm mới. Các vật liệu này đều được bà lên tận thành phố Hồ Chí Minh lựa chọn và mua về từ tháng cuối năm 2019. Tùy theo kích cỡ lồng đèn mà số lượng bao lì xì được sử dụng nhiều hay ít. Việc làm lồng đèn này hoàn toàn bằng tay và đảm bảo chính xác, tỉ mỉ, đẹp mắt. Giá các loại lồng đèn cỡ lớn 90.000 đồng một cái, cỡ trung 40.000 đồng và cỡ nhỏ là 30.000 đồng. Hàng đẹp và mang nhiều ý nghĩa nên khách hàng tìm đến bà đặt hàng rất nhiều. Bà Ánh Mai vừa bán hết 500 cái lồng đèn các loại cho khách hàng ở Đồng Nai, thành phố Hồ Chí Minh và trong tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Cứ vào dịp Tết, năm mới, Tết cổ truyền, gia đình chúng tôi làm lồng đèn bằng giấy để thân thiện với môi trường. Năm nay là năm con chuột, gia đình chúng tôi có làm thêm mẫu mã để cải thiện thêm đời sống trong mấy ngày Tết. Là chúng tôi có làm con chuột và đồng tiền may mắn, con cá và hình ngôi sao, hình lồng đèn lục giác. Là chúng tôi đã học thêm trên cái này trên mạng và làm những cái này để đưa ra thị trường trong dịp Tết năm nay. Cách nhà bà Ánh Mai không xa, bà Lê Thị Sơn cũng đang khẩn trương làm những công đoạn hoàn thiện cây cành vàng lá ngọc. Các vật liệu làm cây này được bà Sơn đặt mua từ thành phố Hồ Chí Minh. Các công đoạn làm cây khá công phu vì phải kết các phần rời của hoa, rồi thân và lá lại với nhau, theo một tiêu chí thẩm mỹ. Trung bình một ngày, bà Sơn cũng chỉ hoàn thiện được một chậu cây cỡ trung. Giá các loại cây này cũng không quá cao, từ 150.000 tới 500.000 tùy cỡ loại. Theo bà Sơn, cây cành vàng lá ngọc rất được người dân ưa chuộng để chưng ngày Tết vì tượng trưng cho tài lộc và sử dụng được nhiều lần mà không tốn công chăm sóc. Mỗi năm đến dịp Tết thì cũng làm hoa bằng kim tiền lộc, hoa mai thì làm để cho mọi người để mua về chứng Tết. Mấy ngày Tết thì Sơn Lê là chuyên môn là chỉ làm trong phục vụ mấy ngày Tết thôi. Thì nói chung là cái phần thu nhập thì cũng cái công việc này là công việc là làm thêm thôi chứ không phải là trường kỳ. Thì thu nhập thì mỗi cái Tết cũng được 7 triệu. Trên thị trường hiện có rất nhiều sản phẩm thủ công được bày bán trong dịp Tết và mỗi sản phẩm đều có nét đẹp, độc đáo riêng và được người dân ưa chuộng. Có thể nói hàng handmade 2020 là các mặt hàng tiềm năng có khả năng thu lại lãi nhiều cho những người có ý định thực hiện ý tưởng kinh doanh ngày Tết. Các mặt hàng handmade bán Tết không chỉ độc đáo và có nét đặc trưng riêng do làm hoàn toàn bằng tay, số lượng giới hạn và được nhiều người ưa chuộng và chờ đón. Thế nhưng để kinh doanh đồ handmade, chúng ta cần kiến thức cơ bản và khéo tay. Năm mới Tết đến, những món hàng này dù chỉ mang tính thời vụ nhưng cũng góp phần tạo nên không khí Tết, giúp cho người dân có thêm thu nhập trang trải cho Tết thêm phần sung túc. Qua phần chia sẻ vừa rồi, hy vọng quý vị có thêm ý tưởng để làm đồ handmade bán Tết 2020 hợp xu thế thị trường hay thêm sự lựa chọn cho món quà Tết ý nghĩa biếu tặng bạn bè, thầy cô, người thân. Thưa quý vị, chuyên mục Người Việt Hàng Việt hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.